ngày hôm nay Hà Sam là một người bình thường các bạn ạ. Hello, xin chào tất cả các bạn. Và các bạn ơi, nãy thì Hà Sam trêu các bạn một chút xíu thôi nha. Còn Hà Sam vẫn bình thường các bạn nha, bình thường như mọi ngày luôn. Và ngày hôm nay thì Hà Sam sẽ cầm một cây búa trên tay và đi gõ phá tất cả mọi thứ các bạn nha. Yo! Các bạn ơi, đây chính là mình nè các bạn ơi. Không có mắt, không có mũi và không có miệng, nhưng mà có cây búa thật to. Đây là cây búa hơi các bạn nha. Và ai Hà Sam cũng rồi, sao lại mặc bộ quần áo màu vàng? Trời ơi, màu vàng chói lóa lắm. Mình chết rồi à các bạn ơi. Eo ơi, có cái thằng nào ấy đội mũ bảo hiểm nó đập mình đánh vàng một phát, thế là mình mất hút luôn các bạn ạ. Ui lại nha các bạn nha. Rồi ơi, cuộc chiến không cần thức. Cái thằng kia nó to. Ôi ôi, người sắt đúng không các bạn? Kinh 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 kinh. Lần này mình quyết tâm sẽ chiến thắng. Ok, let's go. Ui có cái thằng nào nó còn mang cả cái gạo các bạn ạ. À. Ok, mình thử xem nào. À ở đây có cái cây mình đập được không ta? Ui giời ơi, không được. Ui mình đập được một thằng rồi các bạn ơi. Mình to ơi là to luôn á. À. Khi mà mình đập được ấy là mình sẽ to hơn các bạn nha. À, có cái cây này. Cái cây này rồi. Ôi cái cây này rồi. Nè. Wow. Ui càng ngày mình càng to các bạn ơi. Búa của mình ấy siêu to. Mình không nghe rõ các bạn ạ. Nghe ghê ơi là ghê đúng không các bạn? Rồi. Và mình được 50 đồng tiền vàng các bạn nha. Rồi, tiếp nè. Let's go. Ok, ui ở đây có cái cây. À, khi mà mình đập cái cây là mình có tiền các bạn ơi. Rồi. Ôi ơi. Lại bị đập rồi các bạn ơi. Mình nhớ nha, cái thằng nào nó đập mình nhỉ các bạn nhỉ? Cái thằng nào nhỉ mà mình quên mất rồi. Có phải thằng này không ta? Mình không làm gì được nó cả. Bây giờ mình sẽ phải vào game lại từ đầu các bạn nha. Đâu? Cái thằng đấy nó đập mình đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Phải thằng này không? Không biết thì ạ. Không biết thì cũng vào đây. Ok. Ôi dồi ôi, trượt các bạn ơi. Trượt đéo, trượt không phải trượt nhiều. Ôi dồi. Wow. Mình to quá các bạn ơi. Mình to quá nè. Wow. Mình to siêu to khổng lồ. Wow. Rồi mình sẽ đi ra đây vào. Yeah!
ơi, còn một tên các bạn ơi. Thôi cho nó đuổi mình chơi chơi cho vui các bạn ạ. Mình đi thế này á, đảm bảo là nó chạy theo mình cũng đứt rồi. Nó còn không nhìn thấy mình ở đâu cơ. Rồi các bạn ơi, và mỗi khi mình đập vào cây hoặc là đá thì mình sẽ lấy được tiền ở đấy nhá các bạn nhá. Và khi mà mình to cao thế này rồi, mình nhìn thấy trái đất của mình ấy, à không, cái vòng tròn của mình ấy cực kỳ bé luôn. À, rồi tiền nè, mình sẽ lấy tiền nè. Wow, quá nhiều tiền nè bà con ơi. Rồi liệu có hết giờ không ta? Rồi. Ê, tên tí hon kia ta ở đây. Hú hú. Bam bam. Trời nắng. Các bạn ơi, cái nhân vật của mình này nhiều khi nó hát cũng buồn cười nhỉ. Oh yeah, mình có tiền rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ thử đổi skin xem sao nha. Ui các bạn ơi, 1.000 đồng thì mới có thể đổi được. Mà trong khi đấy mình mới có 557 tiền nữa các bạn ơi. Quá là nghèo các bạn ạ. Ôi trời ơi, thế mình thử đổi búa xem sao. Búa thì mình đổi được rồi đấy nè. Bây giờ mình thay búa bằng cái khúc gỗ này các bạn nha. Ok, mình có thể đổi được khúc gỗ này nè. Ok, sử dụng nha. Đó, ôi. Cái búa thì nó to thì còn được. Cái này bé tí này không biết có đập được ai không các bạn ơi. Ôi, nhưng mà không sao. Miễn là mình cố gắng là được các bạn ạ. Rồi, ok, đập nè. Wow. Mình chạy nè. Ôi, có cái thằng nó cầm cắn chảo bà con ơi. Ồ, nó cầm chảo này bà con ơi. Wow. Rồi. Đập nè. Wow, cái thằng nè. Nó mặc áo siêu nhân, nó cầm chảo. Thôi xong. Nó hạ mình mất tiêu rồi. Sao mà em mãi thua thế nhỉ? Nhục quá là nhục các bạn ơi. Rồi, để xem nào. Đâu rồi lần này. Nè. Máu điên trong người mình bây giờ đang sôi sùng sục nè các bạn ơi. À cái thằng này. Wow, gậy của mình bây giờ siêu to rồi các bạn nha. Rồi ok. Này ơi, chạy bà con ơi. Chạy. Có cái thằng ấy nó đi đằng sau đuôi mình nè. Rồi nè. Hú. Xe ra. Mình quá ha. Bây giờ mình giỏi quá đẹ. Rồi ok nè. Mình nhìn thấy có cái thằng nó đầu rơm nè các bạn ơi. Rồi ok. Ui có cái thằng đập vỡ cây đàn. Là mình đập vỡ cây đàn. Ok nè. Ui còn có cả Pikachu. Pikachu chú. Rồi ok. Ui hình như là không còn cái gì nữa rồi các bạn ơi. À còn hai cái tên nhân vật bé tí hon nè các bạn ơi. Rồi để xem hai tên đấy nó có đánh nhau không nha. Rồi nếu không đánh nhau thì mình sẽ ra đánh hai tụi nó. Rồi ok nè. Đuổi ta đi cưng. Ôi trời ơi, đập làm chi vậy. Nhìn nè, mông ta chạy như thế này mà các người không nhìn thấy hay sao? Đi đâu vậy kìa. Bọn người khác có vô mà cuối cùng ấy bị ngoéo ngoèo ngoèo. Rồi từ sau ấy mình sẽ phải không vờn nữa các bạn ạ. Rồi ok đấy, mình vừa hạ gục được một tên rất là to con các bạn ạ. Và bây giờ mình đã trở nên to con rồi. Ok, úi giời ơi, cầm chảo. Tên đầu chổi kia. Nhớ mặt tên đầu chổi nha các bạn ơi. Nãy hắn ta hạ gục mình nè các bạn ơi. Rồi ok. À, đây nè, tên đầu chổi nè. Đầu chổi. Ui trời ơi, lệch các bạn ơi. Rồi lệch. À, ui vẫn lệch, không đánh được. À, dè, ui ơi, lệch các bạn ơi. Ui, có tên cầm chảo. À, bà con ơi, mình chạy. À, không những không hạ được tên đầu chổi mà cuối cùng là còn bị thằng khác nó đánh cho tả tơi các bạn ạ. À. Rồi, mình sẽ lần này mình sẽ cố gắng nha để giành giải nhất nha các bạn nha. Rồi ok. Nè, mình hạ được một tên rất là to quan rồi. Bây giờ mình to khổng lồ. Ok nè. Dạ, chạy. Rồi. Ok, đập liên tục để. À, cái thằng Pikachu.
hoài vậy nè. Úi giời ơi, bà con ơi, mình điên cuồng. À, đầu chổi à, đầu chổi kia này các bạn ơi. Ai, đầu chổi à, nó cầm cây đàn này các bạn ơi. Rồi, ok, đây, đây, đây. Ôi, rồi, ok. Nè, mình đi ra đây, rồi mình lượn lại nhé các bạn ơi. Nè, đầu